Thưa quý vị và các bạn, từ những chủ trương thiết thực nhân văn của tỉnh Hà Tĩnh, những năm qua, Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học nói riêng, Quỹ khuyến học đất Hồng Lam nói chung đã tạo ra một điểm tựa vững chắc cho những học sinh nghèo học giỏi, nâng bước các em viết tiếp ước mơ giảng đường đại học. Đây cũng là cầu nối để các tổ chức cá nhân đồng hành với nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, phát huy truyền thống đất học Hà Tĩnh. Để đi sâu vào nội dung này, chương trình hôm nay sẽ kể những câu chuyện đầy nhân văn của những học sinh được hỗ trợ từ các nguồn quỹ này hiện đang học tập tại thành phố Huế. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với những tổng hợp trong phần thông tin khuyến học. Vừa qua, Hội khuyến học xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê đã tiến hành đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, với việc không ngừng đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội khuyến học xã Phúc Trạch đã tạo ra các phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Các cấp hội đã trao thưởng cho 4.855 lượt giáo viên và học sinh đạt kết quả cao với số tiền gần 311 triệu đồng, tạo thêm nhiều động lực trong học tập tại địa phương. Vừa qua, Hội khuyến học cựu giáo chức thị xã Hồng Lĩnh tổ chức gặp mặt tọa đàm về giải pháp thu hút tập hợp hội viên, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội khuyến học Hà Tĩnh, 20 năm ngày thành lập Hội cựu giáo chức Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đánh giá tình hình thực trạng công tác khuyến học cựu giáo chức trong những năm qua. Nhân dịp này, các đơn vị, các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng ủng hộ gần 160 triệu đồng cho Quỹ khuyến học khuyến tài thị xã Hồng Lĩnh. Đến thời điểm này, tại Hà Tĩnh đã có gần 5.600 dòng họ thành lập ban khuyến học, duy trì tốt các hoạt động khuyến học khuyến tài. Để tạo điều kiện hoạt động, việc gây quỹ cũng đã trở thành nền nếp, thể hiện trách nhiệm của mỗi gia đình, cá nhân đối với sự phát triển của các dòng họ. Gắn việc tổ chức tế họ hàng năm sẽ có các hoạt động vinh danh, phát thưởng cho con cháu có thành tích học tập tốt, với con số mỗi năm hàng chục nghìn học sinh được nhận quà từ các dòng họ. Đặc biệt ở đơn vị cấp xã, nhiều dòng họ đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo trong phong trào khuyến học, tạo động lực, niềm tin để con em phát huy được năng lực, sở trường, vươn lên trong học tập. Quý vị và các bạn thân mến, hiếu học là một truyền thống quý báu lâu đời của dân tộc Việt Nam. Để phát huy được truyền thống đó, các thế hệ học sinh, sinh viên của tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực trong học tập và rèn luyện để vươn lên trở thành những công dân có ích cho gia đình và cho xã hội. Đặc biệt, với những em sinh viên nghèo Hà Tĩnh hiện đang học tập tại thành phố Huế, thời gian qua đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay của các tổ chức cá nhân, qua đó góp phần tiếp sức cho các em thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cuộc sống thiếu thốn đủ điều, nhưng em Thiều Nhật Hoàng tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. Bố mất sớm, mẹ lại bị bệnh hiểm nghèo, nên từ nhỏ, khi đang học lớp 4, Hoàng đã được gửi vào làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Không đủ hơi ấm tình thương của gia đình, nhưng em được sự bao bọc yêu thương của mọi người, nhất là sự chia sẻ của những người anh, người chị, người bạn cùng cảnh ngộ. Nhờ đó, em đã nỗ lực từng ngày phấn đấu rèn luyện để đạt được những kết quả cao trong học tập. Và những ước mơ hoài bão của em cũng đã đến vào năm 2022. Em đã thi đỗ trường du lịch Đại học Huế khoa du lịch học. Thấu hiểu được hoàn cảnh của em, Nhật Hoàng đã được Quỹ khuyến học đất Hồng Lam tỉnh hỗ trợ em được học tập tại thành phố Huế trong suốt 4 năm đại học. Đặc biệt, nhiều năm qua, em luôn đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, học bổng Nguyễn Trường Tộ do Quỹ Y tế Giáo dục Văn hóa trao tặng. Bên cạnh có thành tích xuất sắc trong học tập, em còn là một đoàn viên năng nổ, nhiệt tình, gương mẫu và được các thầy cô, bạn bè yêu quý. Em đã được Quỹ khuyến học đất Hồng Lam hỗ trợ. Điều đó đã tạo cho em một động lực để em cố gắng hơn trong tương lai cũng như cuộc sống sau này. Hoàng là một cậu bé rất là ham học và quan trọng nhất là em có cái chí tiến thủ và mình thấy được ở em là một cái khả năng từ tìm tòi khám phá. Còn với em Nguyễn Thị Giang tại xã Phú Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, dù hoàn cảnh cũng đầy khó khăn, nhưng dường như em càng được luyện rèn để trở nên vững vàng hơn trên hành trình bước tới cổng trường đại học. Bố mất sớm, mẹ làm nông và mua bán ve chai để nuôi 4 chị em Giang ăn học.
là con gái lớn trong gia đình nên nhiều công việc Giang phải cùng mẹ gánh vác để nuôi các em và nuôi chính ước mơ mà em hằng ấp ủ là một ngày nào đó được làm cô giáo. Hiện em đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Tuy gia đình khó khăn nhưng chưa bao giờ thấy Giang nản chí. Ngược lại, đó là động lực thôi thúc em không ngừng phấn đấu. Đặc biệt, em đã được động viên tiếp sức từ những người làm khuyến học tỉnh nhà thông qua nguồn quỹ khuyến học đất Hồng Lam đầy nhân văn của Hà Tĩnh. Vốn là một người khá nhút nhát, nhưng với tinh thần vượt khó của mình, em luôn được thầy cô yêu mến, được bạn bè quý trọng. Hội khuyến học đã hỗ trợ để tạo điều kiện cho em đến trường. Không có hội hỗ trợ mà em đến đại học thì em nghĩ là em sẽ chung bước và em nghĩ là em sẽ có điều kiện để đi học tiếp. Bạn Giang thì một người hiền lành, tốt bụng và chịu khó. Trong học tập thì bạn chăm chỉ, siêng năng. Hiện tại trong 3 năm gần đây, chỉ riêng tại thành phố Huế, trong rất nhiều sinh viên người Hà Tĩnh đang theo học thì đã có 28 em được nhận học bổng từ quỹ khuyến học đất Hồng Lam, tạo ra nhiều sự đồng hành đầy ý nghĩa nhân văn. Với nhiều hình thức linh hoạt sáng tạo trong cách huy động và tính hiệu quả trong hoạt động, trong năm 2024, công tác huy động quỹ tiếp tục được quan tâm. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, toàn tỉnh đã vận động được hơn 55 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động khuyến học khuyến tài. Tổng số quỹ có hơn 142 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã trao thưởng công tác khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài hơn 27 tỷ đồng cho hơn 55.000 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên. Từ nay đến cuối năm sẽ có một cái đợt cấp học bổng cho các em là có hoàn cảnh khó khăn và vươn lên học giỏi. Trao thưởng cho các em là con mồ côi mà nằm trong cái chương trình mẹ đỡ đầu của Hội Phụ Nữ cũng sẽ có một cái đợt phát thưởng khuyến khích động viên các cháu là con hội viên hội người mù mà vươn lên học giỏi. Nhiều năm qua, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh nhà. Mỗi nghĩa cử nhân văn, mỗi sự kết nối và đồng hành đều đã tiếp thêm tinh thần, tạo động lực cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó để thực hiện ước mơ lập thân lập nghiệp bằng con đường học tập. Vâng, thưa quý vị, để tiếp sức cho các em sinh viên vượt nghịch cảnh vươn lên trong học tập tại thành phố Huế, Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam đã có sự hỗ trợ quan tâm đặc biệt trong nhiều năm qua. Nhờ có sự giúp đỡ đó mà các em đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiếu học, ra sức phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ em Trần Thị Hồng Hạnh, Đại học Y Dược Huế, cũng là sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã được sự nâng đỡ quan tâm của tỉnh nhà, của Hội Khuyến học và cộng đồng xã hội trong nhiều năm qua. Trước hết thì xin được cảm ơn em Hồng Hạnh đã nhận lời tham gia cùng với chương trình. Vậy thì Hạnh có thể chia sẻ thêm cho khán giả được biết về môi trường học tập hiện nay của em như thế nào không? Ba mẹ em mất vào lúc năm em 8 tuổi bởi vì những cái lý do bệnh tật. Khi mà em đủ nhận thức về cuộc sống thì em nhận thấy rằng việc theo đuổi ngành y là một việc rất là quan trọng đối với gia đình em. Em rất là vinh hạnh cũng như là hạnh phúc khi là một sinh viên của trường bởi vì trường có chất lượng đào tạo rất là tốt. Ở đây thì em có cơ hội được học hỏi, được rèn luyện và cũng có cơ hội được tham gia tất cả những cái nghiên cứu khoa học cũng như là rèn luyện về những cái kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của tỉnh nhà thông qua sự đồng hành của Hội Khuyến học cả cấp, các quỹ khuyến học thực sự đã tạo động lực cho em và các thành viên trong gia đình ra sao để em có thể tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng trên con đường học tập. Đó cũng chính là một cái động lực rất lớn để cho chị em chúng em có thêm những cái niềm tin cũng như là sức mạnh để cố gắng hoàn thành thực hiện những cái giấc mơ của mình để trở thành một nhân viên y tế thực thụ. Trong tương lai, Hạnh có thể chia sẻ một vài dự định và ước mơ của mình với khán giả của chương trình Khuyến học Hồng Lam kỳ này không? Dự định của em là em sẽ cố gắng ra trường với một cái bằng có điểm số cao nhất có thể và ước mơ của em là được trở thành một nhân viên y tế thực thụ. Vâng, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của em Hồng Hạnh, chúng ta càng hiểu thêm những nỗ lực của em và thêm lan tỏa được tinh thần hiếu học Hồng Lam trên mọi miền đất nước. Và thay mặt những người làm chương trình cũng chúc cho em đạt được những ước mơ và thành công nhiều hơn nữa trên con đường mà mình chọn. Nhà cùng có cơm, người người cùng bác sư, dựng xây xã hội.